các bạn, hôm nay sơ đồ chơi game sẽ giới thiệu bạn chiếc máy bay Flight Cam Pocket Pro Duo này, Cuesta này, đây. Có camera để chiếc điều khiển chiếc máy bay này. Hàng này hàng chính hãng này, các bạn có thể biết là trên vỏ hộp của nó là cái hình ảnh này nó sẽ được làm bóng này, hình ảnh chiếc máy bay này được làm bóng. Bây giờ mình sẽ mở hộp. Bên trong của nó thì gồm có một chiếc hộp chốt nữa. Bên trong của nó còn thì còn có một chiếc máy bay này được bao bọc bằng lớp ni lông. Chưa được kiểm đây, phía dưới chưa được kiểm này để khoảng này lưu nguồn để nước chỉnh cân bằng lên xuống này, quay tự động nhá, cái thằng này đèn báo pin này, và đèn báo pin này đâu này, được nhau lúc nào trên này. Phía sau nó sẽ gồm có hai viên pin con thỏ này. Tiếp theo là sẽ có 4 chiếc cánh bảo vệ, 2 tờ giấy hướng dẫn sử dụng, 1 tờ giấy camera và 1 tờ giấy hướng dẫn sử dụng máy bay. Một bộ phụ kiện có 4 chiếc cánh dự phòng và 1 USB sạc cho cái cockpit. Đây là chiếc máy bay, bây giờ mình sẽ mở chiếc máy bay cho các bạn xem. Các bạn sẽ phải mở tất cả các cánh ra. Đây là chiếc camera của nó. Đây là chiếc camera này. Đây là HD 720 nhé. Mình bạn có thể điều chỉnh được cái camera này. Đặc điểm của nó dạng gấp này. Dạng gấp này. Cái pin của nó sẽ ở sau này, chúng ta sẽ rút đi ra. Đây, đây thì nó có pin của nó. Pin này là pin 3.500mAh nhé. Đấy, đây là nước nguồn sẽ ở phía trên này. Ở trước nó sẽ có hai chiếc đèn hai bên. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử lắp bên vào chiếc điều khiển này. Các bạn sẽ sử dụng 3 bên của bên con thỏ này. Rồi các bạn có thể gắn thêm cái này vào đây. Đây, chúng ta gắn lại như thế này. Chúng ta gắn được, không gắn được. Khi nó nhận thì hai đèn nó sẽ từng nháy này.
và mình sẽ thử ở trong nhà cho nên là mình sẽ giữ trong bài này các bạn nhé. Đó, tôi đọc bài này, cậu bấm bấm cái nút này nên nó sẽ lên này. Đó, đó các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa, tự nó lên thôi qua là sử dụng này. Kết nối điện thoại thì về các bạn thì sử dụng một chiếc smartphone Android hoặc là iOS, các bạn sẽ sử dụng chiếc tờ giấy, sử dụng camera này. Sau đó các bạn nên sẽ vào đây bạn tải cái ứng dụng QR về nhá, đây mình có trước rồi. Bạn sẽ sử dụng máy quét này, quét vào cái dòng Android hoặc iOS, nó đã ghi rồi, iOS Android này. Mình sẽ dí vào cái Android nhé, quét Android này. Đấy, tôi sẽ bảo là vào Google đây này, bấm vào trong web. Khi chúng ta vào trong web chúng ta sẽ nhìn thấy một chiếc ứng dụng chúng ta cần đặt về, chúng ta đặt về bây giờ đây đã đặt trước rồi. Sau đó chúng ta thoát hoặc hoàn toàn ra và mở máy, sau đó vào cài đặt điện thoại, cài đặt điện thoại và wifi. Chúng ta sẽ tìm chiếc wifi nào nó có một cổng như vậy đây, HT720P40 đã và kết nối ra. Khi kết nối ra thì chúng ta sẽ vào cái ứng dụng chúng ta vừa đặt về xong ấy. Đã. Và các bạn vào đây. Đây, mình nhảy, đây là cái sự truyền hình nhảy về internet. Mình nhảy rất là nét nhé. Đây, rất là nét. Mình 720 nhưng mà nó rất là nét đấy. Các bạn sau đó các bạn đã có thể kẹp vào điện thoại. Sau đó được kìa. Đấy, chúng ta kẹp vào đây. Các bạn thấy không? Rất đẹp. Còn cách khác chúng ta có thể bật lên, nó sẽ hiển thị cái bàn phím điều khiển lên này. Đó. Và chụp ảnh này, quay phim này.